trực tiếp bóng đá bán kết U23 Việt Nam, U23 Qatar, Park Hang-seo biến ảo khôn lường. Trong cuộc họp báo trước trận, ông Park hé lộ: "Các cầu thủ dĩ nhiên là mệt mỏi, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều cầu thủ tốt chưa ra sân. Có thể tôi sẽ thực hiện một số phương án thay đổi cho trận đấu với Qatar tới." Điều này hé lộ khả năng đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Qatar sẽ có một số thay đổi. Tuy nhiên theo giới chuyên môn với việc hạn chế xoay tua lực lượng, nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát như trận gặp y Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tiếc cho đoàn văn hậu. Huấn luyện viên đang nắm đội U19 Việt Nam chia sẻ về cậu học trò cũ, đoàn văn hậu có nhắn tin với tôi rằng cậu ấy bị rách cơ, các bác sĩ chuẩn đoán nghỉ hết giải. Thực tế văn hậu là cầu thủ rất quan trọng trong sơ đồ của huấn luyện viên Park Hang Seo. Điều đầu tiên tiếc cho đoàn văn hậu, không được đá các trận lớn. Tiếp theo là tiếc cho đội U23 Việt Nam có văn hậu đội sẽ có nhiều phương án chiến thuật hơn. Đó là cầu thủ có thể hình, có tốc độ, không ngại va chạm, cậu có những pha băng biên, sút xa rất hay, thiếu hậu đội sẽ bị ảnh hưởng tới các pha phản công. Đội quân triệu đô Theo chuyên trang chuyển nhượng transfermarkt phơ mắt, đội hình của U23 Kata lại có tổng giá trị lên tới 2,15 triệu euro, gồm một số gương mặt nội bật như tiền đạo Adjam Afik đang khoác áo Villa Jayan tại La Liga, 700.000 euro, hay chân sút Amado Dozandet đang thi đấu cho Sileonesa ở giải La Liga 2, 200.000 euro. Trong khi đó thành phần của U23 Việt Nam được định giá chuyển nhượng chỉ có công phượng, 25.000 euro, và Xuân Trường, 50.000 euro. U23 Qatar được chăm sóc tới tận răng. Theo báo giới Qatar, một cầu thủ Qatar 21 tuổi có thể kiếm được 300.000 đô, Thậm chí là 800.000 đô mỗi năm, thậm chí đi tập cũng được lương. Ở cấp độ đội tuyển, họ có bộ sậu hùng hậu, gồm một chuyên gia dinh dưỡng, đội ngũ bác sĩ, chuyên gia phục hồi thể lực, hai nhà vật lý trị liệu, hai người chăm sóc trang phục, một nhà phân tích chiến thuật video và ba huấn luyện viên. Huấn luyện viên kata đề cao U23 Việt Nam Tôi nghĩ cơ hội của U23 Việt Nam và U23 kata là 50-50. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với đối thủ khó chơi nhất kể từ đầu giải. Với việc có thêm một ngày nghỉ, hy vọng cầu thủ của chúng tôi có thể chơi với 100% phong độ. Chúng tôi chỉ tập trung vào sự chuẩn bị của đội mình chứ không quan tâm chuyện thể lực của đối thủ bị bào mòn như thế nào sau trận tứ kết, Việt Nam chơi 120 phút. Thống kê, Việt Nam thắng nhiều hơn thua trước Qatar. Bóng đá Việt Nam và Qatar đã có khá nhiều cuộc đối đầu. Trong lịch sử, hai đội tuyển từng gặp nhau 4 lần với kết quả khá sít sao. Cụ thể, Việt Nam thắng 2 Hòa một và thua một trận trước Qatar. Không ngán đối thủ Tây Á. Tại vòng chung kết Asian Cup 2007 được tổ chức trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã loại cả Qatar lẫn UAE, hai đội bóng thuộc khu vực Tây Á để cùng Nhật Bản vượt qua vòng bảng. Mới đây đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Jordan đang tại vòng loại Asian Cup 2018, dù không thắng Jordan, hòa 0-0, nhưng Việt Nam đã cùng với đội bóng này vượt qua vòng loại trước một vòng đấu. Ở Asiad 2014 tại Hàn Quốc, Olympic Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Miu ra thắng Izan đến 4-1 ở vòng bảng trước khi thua một đội bóng Tây Á khác là UAE1, 3 tại vòng knockout. Đọc vị, U23 Qatar, U23 Việt Nam đấu chất xa vi và tinh thần ba cơ. U23 Qatar, đối thủ của U23 Việt Nam ở bán kết giải U23 châu Á, là một đội bóng thú vị. Họ có nền tảng từ chất bác xa và tinh thần bác xa. Kata và La Masia châu Á. Năm 2004, Kata thông qua dự án thể thao quan trọng nhằm hướng đến tương lai với sự ra đời của Học viện ABJ Academy. Học viện ABJ được xây dựng hiện đại, là vườn ươm mầm những tài năng thuộc nhiều lĩnh vực thể thao khác nhau đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong đó, riêng lĩnh vực bóng đá ở ABJ được xây dựng dựa theo mô hình của La Masia, học viện đào tạo trẻ danh giá nhất thế giới trong vòng 30 năm trở lại đây. Kata không chỉ học theo mô hình La Masia mà còn thuê người của bác Barca về làm việc, từ khía cạnh điều hành cho đến công tác dạy bóng đá. Chính vì vậy, ABJ Academy vẫn được ví von là La Masia của châu Á. ABJ có nhiệm vụ đào tạo những cầu thủ chất lượng để Kata tranh tài ở Gold Cup. Trước đây, đã có những tranh cãi lớn khi Kata chủ động nhập tịch cho các vận động viên trẻ để nhận được sự phục vụ của họ. Theo lộ trình Qatar sẽ đăng cai World Cup 2022 và giành thành tích cao bằng chính những cầu thủ trưởng thành từ Ác Bí Năm 2014, Qatar lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch U19 châu Á, tổ chức ở Myanmar, giải đấu này Việt Nam cũng góp mặt. Điều thú vị, cả đội hình U19 Qatar khi ấy đều là lứa đầu tiên của Ác Bí Tinh thần bác xa và chất Xavi vi U23 Qatar đến giải vô địch U23 châu Á dưới sự dẫn dắt của Felix Sanchez. Ông hiện là huấn luyện viên các đội trẻ lẫn đội tuyển quốc gia Qatar và có nhiều năm làm việc ở học viện Abuje. Felix Sanchez không phải một người danh tiếng khi mới đến Qatar, nhưng ông được xem là một mẫu huấn luyện viên mang đậm triết lý bóng đá của La Masia và Barça. Chính Felix Sanchez là người đã dẫn U19 Qatar giành chức vô địch châu Á ở Myanmar. Đến với Trung Quốc lần này, Felix Sanchez mang theo 10 cầu thủ từng là thành viên đội hình U19 vô địch châu Á 2014. Nhờ vậy, U23 Qatar là một trong những đội bóng chơi gắn kết và nhuần nhuyễn nhất giải đấu. Điều đặc biệt, trong nhiều tháng trước khi U23 châu Á chính thức khởi tranh, U23 Qatar có được sự hỗ trợ rất nhiều từ phía Xavi. Cụ thể, hồi mùa hè năm ngoái, khi Felix Sanchez được bổ nhiệm dẫn U23 Qatar chuẩn bị cho giải đấu châu lục, ông đã mời Xavi khi ấy là cầu thủ của An Sát làm trợ lý cho mình. Xavi là một đại sứ bóng đá của Qatar, nên anh giúp đỡ Felix Sanchez mọi mặt. Không chỉ vậy, đây còn là một cơ hội để anh tích lũy công việc cho công tác huấn luyện sau này. Cái đích mà Qatar hướng đến là rất cụ thể. Xavi dẫn đội tuyển quốc gia nước này tranh tài ở World Cup 2022 trên sân nhà. Chính thành phần U23 Qatar hiện nay sẽ là nòng cốt cho đội tuyển quốc gia sau 4 năm nữa. U23 Qatar, với triết lý bác xa và học được nhiều từ Xavi hứa hẹn là một đối thủ rất thú vị của U23 Việt Nam, trên đường viết tiếp câu chuyện cổ tích châu Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo, tôi phát hiện không ít điểm yếu của cơ ta. Sáng 22 tháng 1 tại Trung Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết U23 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ đối thủ Qatar và sẽ quyết tâm giành chiến thắng. Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu diễn ra sáng nay 22 tháng 1 ở Thường Châu, Giang Tô, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, chúng tôi mới nghiên cứu một phần. Đội bóng nào cũng có điểm yếu và tôi đã nhận ra một số điểm yếu của Qatar. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải nghiên cứu thêm. Qatar có một số cầu thủ nguy hiểm và nhiệm vụ của U23 Việt Nam là phải ngăn chặn được họ. Huấn luyện viên Park Hang-seo nói: "Đây là trận đấu quan trọng đối với đội tuyển U23 Việt Nam. Nếu giành chiến thắng, đội sẽ giành quyền vào chung kết. Do vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc và các cầu thủ chịu áp lực nhất định. Thực tế từ trận đấu đầu tiên với U23 Hàn Quốc." Chúng tôi luôn có áp lực. Mặc dù vậy, đội đã cố gắng để giành kết quả tốt. Trận đấu ngày mai, 23 tháng 1, quan trọng hơn nữa đối với U23 Việt Nam. Tôi và các cầu thủ đều hiểu được điều đó. Chính vì vậy, đội sẽ chuẩn bị một cách tốt nhất, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết. Theo ông Park Hang-seo, U23 Việt Nam hiện rất mệt mỏi sau 4 trận đấu. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc tin vũ khí lớn nhất của đội là tinh thần. Chính vì vậy các cầu thủ sẽ có thể khắc phục được khó khăn để thi đấu với Qatar. Chúng ta thực tế đã gặp bốn đối thủ đều rất mạnh. U23 Việt Nam đã quen với việc phải đấu những đội ở cửa trên. Tôi nghĩ rằng vũ khí lớn nhất của đội là tinh thần chiến đấu. Họ đã dùng tinh thần để khắc phục thể lực. Vì vậy, họ sẽ có thể tiếp tục chơi tốt, ông Park Hang-seo nói. Vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cho biết đội ngũ y tế và ban huấn luyện đội U23 Việt Nam đang cố gắng để giúp các cầu thủ hồi phục thể lực. Đánh giá về Qatar ông Park Hang-seo cho biết cùng với Isaac, đây là đội bóng đại diện cho bóng đá Trung Đông. Tuy nhiên lối chơi của Qatar và Isaac lại khác nhau. Trong khi đó, huấn luyện viên Felix Sanchez khẳng định Qatar sẽ tập trung tối đa cho trận đấu với U23 Việt Nam. Ông Sanchez dự đoán trận đấu với U23 Việt Nam sẽ rất khó khăn. Chúng tôi sắp gặp đội bóng vừa có màn trình diễn tuyệt vời ở giải đấu. Chúng tôi sẽ phải tập trung tối đa. Tôi không thể dự đoán kết quả sẽ như thế nào, mà câu trả lời chỉ có thể đưa ra vào ngày mai, ông Sanchez nói. So với U23 Việt Nam, Qatar được nghỉ nhiều hơn một ngày. Tuy nhiên, huấn luyện viên Sanchez cho rằng ông sẽ chỉ tập trung vào việc Qatar sẽ chơi như thế nào. Tôi không thể dự báo chính xác bao nhiêu phần trăm khả năng Qatar sẽ giành chiến thắng. Câu trả lời sẽ chỉ có ở trận đấu ngày mai. Tôi chỉ có thể đảm bảo các cầu thủ Qatar sẽ chơi với phong độ cao nhất khi gặp U23 Việt Nam, huấn luyện viên Sanchez cho biết cũng theo ông Sanchez, chúng tôi sẽ cố gắng để chơi theo cách của mình. Kata sẽ không thay đổi lối chơi. Chúng tôi có thể sẽ chỉ có vài điều chỉnh cần thiết. Tôi nghĩ rằng trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn. Đội trưởng U23 cơ chúng tôi rất nghiêm túc với trận gặp Việt Nam. Ahmad yến cho rằng đội bóng đánh bại được Iraq thì không phải tầm thường nên Kata cần cẩn trọng cao độ. Giải lần trước chúng tôi đứng thứ tư, lần này đội lại một lần nữa tiến vào bán kết. Chúng tôi sẽ phải làm tốt hơn chúng tôi muốn tiến trận chung kết và hy vọng có thể đăng quang ngôi vô địch. Đội trưởng Ahmad Me Yến chia sẻ trên trang thông tin của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Tại bán kết, Qatar đối đầu Việt Nam, bất ngờ lớn nhất của giải năm nay. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo thua Hàn Quốc 1-2 trong trận gia quân nhưng sau đó đánh bại Australia 1-0, cầm hòa CGA 0-0 và cuột ngã cựu vương Isaac 5-3 trong loạt luân lưu để góp mặt ở top 4. Chúng tôi đang tập luyện nghiêm túc chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với Việt Nam. Đội hy vọng có thể tiếp tục thi đấu ấn tượng như 4 trận trước. Phía trước sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn nhưng Kata đã sẵn sàng. Ahmad Main nói thêm. Đội trưởng Kata khẳng định đội bóng của anh sẽ không có một chút chủ quan nào trước Việt Nam bởi một đội bóng đánh bại được Isaac là đối thủ không phải dạng vừa. Việt Nam là một đội bóng chất lượng. Họ đã đánh bại được Isaac, chuyện không đơn giản thế nên chắc chắn mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng gì cho chúng tôi ở trận bán kết. Tôi nghĩ kinh nghiệm sẽ giúp chúng tôi. Tất nhiên các cầu thủ Việt Nam cũng đã chơi bóng cùng nhau lâu. Ahmad in phân tích đối thủ. Việt Nam lần đầu tiên được tham dự vòng chung kết U23 châu Á là năm 2016, tại Qatar. Đội khi đó dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Toshiza Miura phải dừng bước ngay từ vòng bảng với 3 trận thua. Hai năm sau trở lại sân chơi này huấn luyện viên Park Hang-seo tạo kỳ tích với việc lọt vào bán kết. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết ông và các học trò chưa muốn dừng câu chuyện cổ tích trên đất Trung Quốc. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.